Tử vi tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 năm 2022. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong thủy Lộc Tài Cải Vận, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến mọi người tử vi chi tiết của tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 trong năm 2022. Qua chương trình, mệnh chủ có thể hiểu rõ về sự nghiệp, tình duyên, gia đạo, sức khỏe, sao chiếu mệnh và nắm bắt được những điều tốt, xấu trong năm 2022 để từ đó có những sự chuẩn bị tốt nhất. Và bây giờ, hãy cùng chúng tôi theo dõi video để tìm hiểu về tử vi tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 và nhận những lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Mệnh chủ tuổi Mậu Tý để có được một năm mới may mắn và bình an. Vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người nên làm lễ nghênh Thái Tuế khi cúng giao thừa ngoài sân. Như quý vị đã biết, Thái Tuế năm 2022 Nhâm Dần là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy luôn mang theo bên mình một lệnh phù kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên mệnh chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Sau đây, kênh Phong thủy Lộc Tài Cải Vận sẽ giới thiệu tổng quan vận mệnh của tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 trong năm 2022. Quý vị thân mến, nói về tử vi các gia chủ tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 và năm Nhâm Dần 2022. Về địa chi, Tý gặp Dần không xung khắc, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ và tốt đẹp. Về thiên can, Mậu dương thổ gặp Nhâm dương thủy là thất sát. Trong năm nay, các gia chủ tuổi Mậu Tý nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Tháng may mắn trong năm 2022 của gia chủ tuổi Mậu Tý là tháng 1, tháng 6 và tháng 11 âm lịch. Xem tử vi năm 2022 Nhâm Dần cho tuổi Mậu Tý, tuổi Hợp là những người sinh năm 1964 và 1976, còn tuổi Kỵ là những người sinh năm 1966 và 1978. Trong năm 2022, năm mệnh tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 gặp sao chiếu mệnh là sao Thủy Diệu, hay còn gọi là sao Thủy Đức Tinh Quân, trông coi sao Thủy, chủ về gặp đại nhân, đi xa có của. Sao Thủy Diệu là phúc lộc nhưng lại là sao xấu với nữ. Sao chiếu mệnh nữ thì năm đó xấu, dễ gặp nạn liên quan đến sông nước. Những người gặp sao này thì kỵ tháng 4 và tháng 8. Nhưng xét cho kỹ, sao này có cát, có hung. Sao Thủy Diệu hợp với người mệnh mộc và mệnh kim. Thủy Diệu thường mang đến những điều bất ngờ và may mắn trong buôn bán cho gia chủ. Nữ mệnh Canh Tý trong năm 2022 gặp được sao Mộc Đức. Sao Mộc Đức là một phúc tinh thuộc hành mộc, hướng tới sự an vui, hòa hợp. Trong năm gặp sao này, gia chủ thường gặp nhiều may mắn, có tài lộc, thăng tiến trong sự nghiệp, công việc kinh doanh thuận lợi, có thể kết giao được nhiều bạn tốt. Với bản chất là phúc tinh nên sao này tốt cho cả nam và nữ. Sao Mộc Đức hay còn gọi là Mộc Đức Tinh Quân, người mệnh kim hoặc mệnh mộc gặp Mộc Đức sẽ gặp trở ngại ở tiền vận nhưng cuối cùng lại gặp được thuận lợi, an toàn. Quý vị thân mến, việc tìm lành tránh dữ là nhu cầu và nguyện vọng lớn lao của mỗi người. Trong nhu cầu ấy có cầu an và giải hạn là hết sức cần thiết, đặc biệt là nghi lễ dâng sao giải hạn hàng năm. Để đáp ứng nguyện vọng dâng sao giải hạn, thầy Gia Cát có tiến hành nghi lễ năm 2022 cho tất cả mọi người, đặc biệt là quý gia chủ tuổi Mậu Tý sinh năm 1948. Để đăng ký tham gia nghi lễ dâng sao giải hạn, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ tư vấn của thầy Gia Cát. Đặc biệt trong thời gian này, thầy Gia Cát sẽ tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí. Mọi người hãy liên hệ ngay tới số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình để đặt lịch tư vấn hoàn toàn miễn phí về tử vi, phong thủy và các vấn đề trong cuộc sống mà gia chủ đang gặp phải. Đặc biệt, các gia chủ Mậu Tý trong năm 2022 Nhâm Dần sẽ cần cẩn trọng chú ý trong tháng Bính Ngọ, tháng 5 âm lịch, từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 28 tháng 6 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Mậu Tý, các gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá và những thị phi không đâu ập tới. Gia chủ tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào thời gian này có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ Mậu Tý sinh năm 1948 không nên tiến hành những công việc trọng đại, quan trọng trong thời gian này. Quý vị thân mến, tiếp theo chương trình, kênh Phong thủy Lộc Tài Cải Vận sẽ chia sẻ chi tiết về vận trình của mệnh chủ tuổi Mậu Tý trong năm 2022 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, đặc trưng tính cách người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948. Quý vị thân mến, gia chủ sinh năm 1948 Mậu Tý thường gọi là tuổi chuột, có ngũ hành bản mệnh là Phích Lịch Hỏa, tức là lửa sấm sét. Thiên định người tuổi Mậu Tý bản tính hiền lành, chất phác, được mọi người yêu mến, quý trọng. Tuổi Mậu Tý thông minh, thành thạo nhiều thứ, trí thú. Họ biết quan tâm đến người khác, khi trẻ của cải chưa có, về sau giàu sang, cha mẹ anh em cũng được phần nhờ. Họ làm gì cũng tính toán cẩn trọng trước khi quyết định, bởi vậy nên luôn chọn cách tốt nhất. Khi gặp tình huống nguy hiểm, họ đều có lối thoát tối ưu. Người tuổi này ít biểu lộ tình cảm ra mặt, khi đã yêu ái ai thì là người được họ đánh giá cao. Đặc điểm của cả nam và nữ tuổi này đều rất tiết kiệm. Người tuổi Tý là Thiên Quý Tinh, vốn thông minh, lanh lợi, giao thiệp rộng, có tham vọng nên sẽ gặt hái được những thành tựu nhất định thời son trẻ. Tuy vậy, họ lại hay ỷ lại vào bản tính lanh lẹ của mình nên rất ngạo mạn, coi mình là nhất, đôi khi còn tỏ thái độ khinh khỉnh, coi thường người khác. Bên cạnh đó, tính cách cố chấp cũng gây ra những lận đận, sóng gió trong cuộc đời người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948. Thứ hai là về mặt tình cảm, gia đạo. Xem tử vi Mậu Tý sinh năm 1948, các mối quan hệ gia đạo trong năm đều được duy trì ở mức ổn định, hài hòa. Đặc biệt, nữ mệnh sẽ gặp may mắn trong tình cảm hơn so với nam mệnh. Nữ mệnh tháo vát, giỏi lo toan nên luôn có thể chu toàn cuộc sống, vừa chăm lo đủ đầy cho gia đình, lại vừa không quên chăm sóc bản thân nên gia đạo vô cùng êm ấm. Đến độ tuổi này, tình yêu và các mối quan hệ không còn quá quan trọng với quý gia chủ nữa, nhưng cũng là chút an ủi, niềm vui có người bầu bạn khi tuổi già. Trong những tháng mà vận khí đi xuống, tâm tính mệnh chủ có thể trở nên khó chịu, nóng nảy, nhưng nhìn chung tinh thần cả năm thư thái, hòa hợp với con cháu trong nhà, không phát sinh mâu thuẫn nghiêm trọng. Quý gia chủ nên đem theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ Mậu Tý sinh năm 1948 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba là về mặt sức khỏe năm Nhâm Dần 2022. Bản mệnh không phải đối diện với vấn đề nào nguy hiểm nhưng cũng không nên vì thế mà chủ quan. Bản mệnh cần thường xuyên rèn luyện thể dục để tăng cường sức đề kháng, điều chỉnh tâm lý, cân bằng trạng thái tinh thần để lúc nào cũng thấy vui vẻ, lạc quan, nâng cao tuổi thọ. Những người vẫn nặng tâm với sự nghiệp, chỉ cần bản mệnh biết cách chăm sóc cơ thể tốt, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi thì sẽ không gặp phải nguy cơ tiềm ẩn lớn nào. Kênh Phong thủy Lộc Tài Cải Vận khuyên quý gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Gia chủ nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là bảo vật của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn vật hanh thông, tốt lành. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hỗ trợ sức khỏe khi về già rất tốt cho bản mệnh tuổi Mậu Tý sinh năm 1948. Đặc biệt, vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là những người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình hôm nay, mời mọi người hãy cùng kênh Phong thủy Lộc Tài Cải Vận tìm hiểu rõ vận hạn của tuổi Mậu Tý sinh năm 1948. Gia chủ tuổi Mậu Tý năm 2022 gặp hạn thiên tinh. Nhắc đến hạn thiên tinh, người xưa có câu thơ như sau: thiên tinh phải mắc dạ tai, ngộp hình. Có nghĩa rằng thiên tinh là hạn xấu chủ về sức khỏe, kiện cáo, nhất là các căn bệnh về tiêu hóa đường ruột. Gia chủ bị ngộ độc thực phẩm không kịp điều trị, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Hạn thiên tinh là hạn nặng nhất với chị em phụ nữ. Sức khỏe bản mệnh ngày một yếu đi, mắc phải những căn bệnh về đường tiêu hóa, rối loạn chức năng hấp thụ. Gia chủ cần biết hạn này sẽ gặp nhiều tranh cãi dẫn đến kiện tụng, vướng vòng lao lý, gia đạo bất hòa, tai bay vạ gió, bị người khác vu khống hãm hại. Bên cạnh đó, gia chủ còn gặp hạn tam kheo. Nhắc đến niên hạn tam kheo chiếu mệnh này, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau: Huỳnh tuyền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt, đề phòng tay chân. Có nghĩa tam kheo là hạn xấu chủ về sức khỏe, chú ý đến các chấn thương ở tay chân. Người nào gặp hạn này không nặng thì nhẹ, tai ương kéo đến bất ngờ. Bất kể là ai gặp hạn này đều mắc bệnh về xương khớp tay chân. Nhẹ thì đau nhức, mệt mỏi, nặng thì đa chấn thương, gãy xương. Gia chủ khi tham gia lưu thông dễ xảy ra tai nạn nguy hiểm đến chết người. Trong cuộc sống thì chịu cảnh tai tiếng thị phi, tình cảm trong các mối quan hệ dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi. Bản mệnh sẽ bị người xung quanh lên án, phê bình, châm biếm, coi thường. Đặc biệt, người gặp hạn này chịu nhiều áp lực về tâm lý, bất an, lo lắng. Trên đây, kênh Phong thủy Lộc Tài Cải Vận vừa chia sẻ với quý vị về vận trình tuổi Mậu Tý sinh năm 1948. Mệnh chủ trong năm nay nên sử dụng vòng Bát Bảo Tâm Kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe cho gia chủ, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, đả phúc, tăng cường hòa hợp thiên, địa, nhân, hợp nhất. Vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là gia chủ Mậu Tý sinh năm 1948. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc thực hiện trong tháng hoặc tử vi con giáp năm 2022, quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Đặc biệt, mọi người đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ những video mới và thông tin mới nhất của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.